1 mang tên là Đi tìm tần số. Ngay sau đây xin mời quý vị và đặc biệt là hai chàng trai của chúng tôi đón chào 4 hình ảnh sau đây. Bốn cô nàng đều có vóc dáng rất là yếu điệu thục nữ nè. Wow. Bắt tim kìa, tim có trai vậy em ơi. Lộc thấy trái tim ở số 1 rồi. Các bạn hãy cho chúng tôi nghe được những giọng nói đầu tiên nào. Xin mời cô gái ở vị trí thứ nhất. Vâng, xin chào hai anh chị MC. Chào anh Vũ và anh Lộc cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Dương Tiên, năm nay em 19 tuổi và hiện tại em đang là sinh viên ngành thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Người ta nói đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Nếu chúng ta đã có duyên gặp nhau tại đây thì mong anh hãy cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn và tiến xa hơn nữa. Giọng ngọt quá nè. Nghe muốn gục ngã luôn. Số 1 thôi mà đã nát tim rồi. Nát tim. Cảm ơn Dương Tiên rất là nhiều. Không biết là Dương Tiên là con một hay là ở nhà còn những nàng tiên khác nữa? Dạ em có chị, nhưng mà chị em đã lên xe hoa rồi. Bây giờ ở nhà chỉ còn lại mình em và ba mẹ thôi, đang chờ người tới rước ạ. Hai anh sẵn sàng rước về Vinh nha. Cảm ơn Dương Tiên. Xin chào bạn gái ở vị trí thứ hai. Dạ xin chào hai anh chị MC cùng anh Lộc và anh Vũ cùng toàn thể các bạn khán giả. Em tên là Hoàng Anh, năm nay em 19 tuổi, em đến từ trường Đại học Thành phố Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước và hôm nay đến với chương trình này em chỉ mong muốn là được cùng một trong hai anh ra về. Hoàng Anh ơi, dạ. Cho anh hỏi, em ở Bình Phước có bao giờ mà anh em xuống Bình Dương chơi chưa? Dạ rồi. Em có qua Bình Thạnh không em? Dạ em hiện tại đang ở Bình Thạnh luôn ạ. Cảm ơn bạn Hoàng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cô gái thứ ba nha. Chào bạn. Dạ em chào hai anh chị MC cùng anh Vũ và anh Lộc và mọi người có mặt trong ngày hôm nay ạ. Giọng nhẹ nhàng anh nào. Nghe ngọt tai quá. Em là Phương Thảo, năm nay em 19 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành ạ. Tới với chương trình ngày hôm nay em muốn nói với hai anh là anh ơi. Ơi. Em nghĩ chúng ta nên tiết kiệm thời gian, đó là hãy yêu nhau bằng ánh nhìn đầu tiên anh nhé. Về liền em ơi. Nhanh gọn lẹ. Cảm ơn bạn Phương Thảo. Chúng ta đến với cô gái cuối cùng nha. Chào bạn. Xin chào hai anh chị MC và hai anh cùng chơi hôm nay ạ. Và tất cả các vị khán giả. Em tên là Tuyết Nga, em ở Hà Nội và hiện tại em 23 tuổi. Em đang học và đầu bếp tại trường Hồ Chí Minh ạ. Đầu bếp. Nấu nướng là tuyệt vời rồi. Em đang có bụng anh à. Em đang có bụng. Bạn vào thành phố lâu chưa? Dạ em mới vào được 2 tháng ạ. Vậy hả? Ghê thiệt. Cho anh hỏi lúc nãy em có mới vừa nấu ăn không? Tự nhiên bây giờ anh đang tan chảy về em nè. Oh my god. Cảm ơn bạn Tuyết Nga rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ khám phá thế giới riêng tư của cô ấy. Đầu tiên sẽ là ốp lưng điện thoại của mỗi cô nàng. Xin mời. Mỗi người mỗi kiểu. Chỉ có Hoàng Anh và Phương Thảo nhìn như là tương đồng với nhau là không sử dụng ốp lưng. Còn bạn Phương Thảo, ốp lưng của bạn cũng khá đơn giản nha. Sự màu hồng là sự nhẹ nhàng như tính cách của em ạ. Em có muốn màu hồng chuyển sang màu đỏ không? Em tới đây vì mục đích đó mà anh. Ok. Em thích nhất màu gì? Dạ, em thích màu đỏ và màu xanh ạ. Giống anh đấy. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó là cái vẻ ngoài của ốp lưng thôi. Bây giờ mình sẽ xoay cái điện thoại lại để xem màn hình khóa các cô ấy đang để hình ảnh nào. Xin mời. Hình ảnh và thú cưng hèn ở bạn Dương Tiên. Đây là biển ở đâu vậy ạ? Dạ, đây là một cái bức hình em lưu về ở trên mạng vì em rất là yêu hoàng hôn. Khi mà nhìn thấy hoàng hôn thì em thấy được sự bình yên và êm đềm, em thấy lòng mình thanh thản hơn ạ. Cái màn hình khóa điện thoại của anh hiện tại là đang giống như thế này, chính tay anh chụp luôn. Kiểm tra điện thoại luôn hả? Vậy là mình đã có nhân viên từ trước rồi đó ạ. Cái gì vậy? Tần số này ngộ tơi. Đây là hình nền trên màn hình khóa của bạn Tuấn Vũ và chúng ta có thể thấy được rằng là cái phong cách rất là giống với phong cách của bạn Dương Tiên. Đương nhiên là cái màu sắc thì nó có phần sáng hơn nhưng mà vẫn là một cái cảnh hoàng hôn. Đây cho tất cả mọi người cùng xem. Nhưng mà vì sao Tuấn Vũ lại để cái hình nền đó? Em cũng một người có nghĩa là bình thường là rất hòa đồng vui vẻ. Nhưng mà khi về đêm ấy, em hay suy nghĩ nên cái tính của em cũng hơi trầm một xíu. Tính của em hơi trầm nhưng em thích biển lặng. Cảnh hoàng hôn, êm đềm, nhẹ nhàng. Khá là tương đồng với nhau rồi đó. Dạ. Còn với cô nàng Hoàng Anh đi. Hoàng Anh ơi, đây là cảnh ở đâu vậy ạ?
Dạ, ở Phan Thiết ạ. Tại sao bạn chọn góc chụp này? Em vô tình ngồi trên xe và chụp thôi anh ạ. Tại vì em rất là thích biển nên mỗi lần đi biển em đều chụp cảnh ạ. Dạ, cảm ơn em. Bạn Phương Thảo. Dạ. Em đang cần tìm một người để đi cùng em trên con đường đấy đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi, chồng tương lai ơi, anh đang ở đâu? Thông điệp của ông ấy đang cần tia nắng trong anh. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở điện thoại của cô gái ra, đăng nhập vào mật khẩu nào để chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về cái sử dụng ứng dụng của các bạn. Cho chúng tôi thấy được cái list nhạc của bạn đi. Dạ vâng ạ. Ồ, toàn bài tiếng Anh không hen, nhạc phim kìa. Bạn thích nghe nhạc nước ngoài hơn là nhạc Việt à? Dạ em rất là thích nghe nhạc Hàn Quốc và em cũng thích phim Hàn Quốc. Và em thích bộ phim nào thì em sẽ đào về những bài hát của nhạc phim đó và nghe. Các bạn trai có thích phim Hàn Quốc không? Em thì thỉnh thoảng cũng có xem. Còn Tấn Lộc thì sao? Bạn thích Hàn Quốc không? Em thì em không có dạng như là không có ngôn tình, không có thích xem phim Hàn Quốc cho lắm. Em thì thích xem phim Việt Nam với lại phim Mỹ. Phim hành động. Rồi xin mời bạn thoát ra mời hình ngoài ạ. Xem hình ảnh đi anh ha. Hình ảnh ha. Hình ảnh đi. Hình ảnh thì cũng không nhiều hình ảnh lắm. Trong phòng camera thì có 12 tấm thôi kìa. Thấy sơ sơ thì bạn có vẻ là ít chụp hình quá ha. Học. Bạn không có chụp hình nhiều hả Tiên? Dạ đúng rồi, em ít chụp hình lắm. Em không muốn khoe nhiều trên mạng xã hội ạ. Mình có thể bấm vô cái hình ở Facebook được không? Là đây là những hội bạn hay là những đồng nghiệp của bạn vậy Tiên? Dạ, tấm này thì đây là lúc mà em và những người bạn cấp 3 đang dự buổi tiệc chia tay tiễn bạn của em đi Nhật Bản du học ạ. Đúng mọi người nha. Dương Tiên là cô gái nào trong bức ảnh đó? Nhưng mà em có thể em đoán được cái cô gái bạn đi Nhật Bản gì đó là có thể là cô váy đỏ. Dạ đúng rồi ạ. Đấy. Dương Tiên thì theo Lộc đoán là sẽ là cô gái cầm ổ bánh mì đúng không? Tại sao mà con thấy gọi cô gái ngoài? Không, em đoán là bên ngược lại. Bên tay trái ngoài cùng đúng không? Em xin giữ câu trả lời đó qua những dòng sao ạ. Được. Ok, cảm ơn em, dễ thương quá. Hay quá. Bí mật. Cảm ơn Dương Tiên. Và bây giờ hãy đến với bên trong điện thoại của bạn Hoàng Anh. Dạ. Cũng sử dụng ít những phần mềm quá nha, đa số là về văn phòng nè. Hoàng Anh ơi, mình có thể vô YouTube được không? Dạ được ạ. Mình xem cái nó có hiện cái lịch sử tìm kiếm hả? Lịch sử tìm kiếm. Các anh ấy đang muốn tìm thấy cái lịch sử tìm kiếm. Mèo sáng, mèo sang. Tại vì em đang giảm cân. Những cái tìm kiếm nó rất là nữ tính ha. Đúng rồi, tìm kiếm đó là nhẹ nhàng. Giọng Nghệ An là rồi. Sao vậy bạn? Dạ vì quê gốc của em ở Nghệ An và... À Nghệ An. Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà bạn nghe cái giọng Nghệ An để làm gì nhờ? Tại vì em muốn biết được một phần nào về cuộc sống và quê hương gốc gác của ba mẹ và ông bà tổ tiên ạ. Dễ thương quá. Rất có hiếu và có tâm luôn á anh nhỉ. Hồi nãy thấy bạn Hoàng Anh lỡ vô album ảnh rồi thì mình vào luôn đi bạn. Dạ, vào xem nha. Em chỉ thích chụp cảnh thôi chứ em không thích chụp em ạ. Ủa sao vậy? Em muốn để lại hình ảnh của em cho người kế bên là người mà sau này cùng em đi đến suốt cuộc đời ngắm nhìn ạ. Chứ em không cần gì để chụp ảnh ạ. Nhưng mà cái điều quan trọng bây giờ là cần người chụp cho bạn ấy đó. Cần người chụp hả? Em chụp cũng có tâm lắm đó chị ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn có thể thoát ra màn hình ngoài rồi. Chúng ta cảm nhận một cô nàng rất là ấm áp, hiền dịu, sống nội tâm nè. Chúng ta đến với cô gái thứ ba nha, Phương Thảo. Cho chúng tôi xem phần danh bạ được không Phương Thảo ơi? Dạ được ạ. Danh bạ nha, để ý nha, coi có trái tim này nọ đồ không gần nha. Gần đây nha, cuộc đời. Bố mà. Bầu một cơ bắp. Bầu. Bạn bè ha. Hết rồi. 32 liên hệ. Mà trong đó là cũng có một số cái số điện thoại về tổng đài. Còn về bạn Facebook của bạn thì Thảo ơi, bạn có bao nhiêu người bạn trên Facebook? Dạ, em có hơn 4.000 bạn ạ. Thế lạ nhiều quá. Là số liên hệ á, là khoảng chừng vài chục thôi. Nhưng mà người bạn trên mạng xã hội lại là vài ngàn lận. Nhà xã hội thì em chỉ nghĩ là cuộc sống ảo với cuộc sống thật nó khác nhau anh ạ. Dạ, chỉ có những người mà quan trọng thì em sẽ lưu vào danh bạ. Em mong là một trong hai anh sẽ nằm trong danh bạ tên đầu tiên em tìm kiếm. Được không Phương Thảo ơi? Dạ được ạ. Chụp một mình cũng có, chụp với bạn bè đồng đeo kính có đồ ăn nè, thích chụp hình selfie vô gương nè. Thấy bạn cũng tự trang trí đồ ăn, có phải là tự tay bạn làm không? Dạ đúng rồi, sở thích của em là tự mày mò những món ăn mình tự chế biến á. Rồi cảm ơn bạn, chúng ta tìm hiểu qua đồng hồ ấy nè. Không biết là cô nàng này rất là đam mê về công việc sẽ dậy vào lúc mấy giờ đây? Báo thức đi. Wow, dậy sớm đấy, khá sớm, 5, 6, 7 giờ không?
5:19 là lúc em một số công việc phải cần dậy giờ đấy để như quay phim này kia thì em đi giờ đấy. Còn 6:00 là em dậy để đi học ạ. Còn 7:00 em. Còn 2 khung giờ. 7:00 này đã dành cho những ngày chủ nhật ạ. À, nướng nướng là bao nhiêu tí? Trời mà ơi. Nướng cái nướng của em bằng cái sớm của anh đó. Mà cái lạ là sao em không chọn những giờ chẳng chẳng nó tròn tròn mà sao em lẻ lẻ em? Đúng rồi, lẻ lẻ anh ha. 19 cái giờ không phải không. Tại sao vậy? 19. Bản thân em thích những gì mà lẻ và khác biệt với người khác ạ. Vậy thì cái điều riêng biệt nhất của em là điều gì? Dạ, tính cách của em là nói một là không có hai ạ. Dứt khoát. Cảm ơn bạn. Đến với cô nàng cuối cùng, Tuyết Nga. Điện thoại của Tuyết Nga là một cái bánh kem mà... Đúng là đầu bếp. Cái bánh kem này có phải là ước mơ tương lai của em không? Dạ vâng ạ, đây là chiếc bánh cưới mà em mơ ước sau này có trong bánh đám cưới của em ạ. Phải đẹp xuất sắc giống vậy đúng không Trần? Dạ vâng ạ, những dự định trong cuộc sống thì em đều muốn tự tay em làm ạ, kể cả là phòng cưới ạ. Trời ơi, phòng cưới luôn, cái này hấp dẫn nè. Tại vì em thích sự hoàn hảo cho nên là tất cả mọi thứ đều phải theo ý mình ạ. Mình sẽ trang trí cái gì ở xung quanh phòng nào? Hoa hướng dương ạ, em rất là thích hoa hướng dương ạ. Hợp lý ha. Tại vì có câu nói rất hay đó là hướng dương dù héo cũng luôn hướng về mặt trời ạ. Và em luôn sống như vậy ạ. Rồi, tụi mình sẽ khám phá phần gì nhỉ? Lịch sử cuộc gọi. Đây ạ. Bạn Khánh. Đây là bác ạ. À bác Khánh. Bác Khánh. Thím. Thím. Thím là. Dạ. Toàn là người thân mẹ nữa kìa. Thấy Thím là gọi cho bạn khá nhiều đó. Không biết Thím là này với bạn là chắc cũng thân thiết đúng không? Vâng ạ. Tại vì Thím là vợ của chú em và hiện tại em đang ở nhà của chú Thím ạ. Ủa không ở chung với ba mẹ hả Tuyết Nga? Dạ không ạ, gia đình em ở Hà Nội ạ. Chú Thím có quy định là một ngày đi làm đi học rồi phải mấy giờ về không? Dạ có ạ. Cũng khoảng 11 giờ là phải có mặt ở nhà. Còn ban ngày đi đâu làm tì thì cũng phải nói rõ là đi học hay đi chơi hay đi với ai ạ. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Dạ, yeah, mình xem mục khác nào. Cho Lộc xem cái ghi chú của mình nhé. Wow. Hả? Công thức chế biến đồ ăn kìa. Công thức chế biến đó. Bởi vậy em mới nói rồi, em muốn coi cái này để mà. Bạn là nấu ngon nhất là món gì Tuyết Nga? Món nấu ngon nhất của em ạ, thường là các món chế biến từ gà. Em rất là thích ăn thịt gà nên là em luôn tìm hiểu rất là nhiều công thức ạ. Đã bao giờ bạn nấu ăn cho hai bác ba mẹ ở nhà ăn chưa? Dạ rồi ạ. Khi mà bạn quyết định là mình sẽ học về đầu bếp á, là ba mẹ ủng hộ mình không nè? Dạ không ạ. Con đường đi theo nghề đầu bếp của em cũng khá là gian nan và không có sự ủng hộ từ gia đình ạ. Sao vậy? Tại vì ước mong của bố mẹ em là em được làm điều dưỡng và em đã hoàn thành khóa học điều dưỡng, nhưng mà sau khi đi làm thì em nhận ra đây không phải là công việc của mình yêu thích. Vì vậy em đã dành ra 3 năm đi làm tại Hà Nội để chứng minh bố mẹ thấy là mình có thể tự lập được ạ. Và tất cả số tiền tiết kiệm em đã bắt đầu học về ngành đầu bếp ạ. Một tràng pháo tay dành cho cô ấy nè, rất là dũng cảm ấy chứ. Rồi đến bây giờ thì ba mẹ đã ủng hộ bạn chưa? Hiện tại thì xa nhà nên là bố mẹ cũng ủng hộ ạ. Chắc là em nghe bạn nói món ăn nhiều quá, chắc là trong album chắc cũng nhiều món ăn anh ha. Mình xem ảnh đi ha. Đúng vậy, toàn là những cái hình đồ ăn kìa. Đó, toàn sở trường của bạn là những món Á, món Âu hay món... Thường thì em xem đồ món Á nhưng mà em ít khi chụp ảnh, em chỉ chụp ảnh lại bánh thôi ạ. Bạn thích làm bánh hơn hay sao ạ? Dạ vâng ạ, em thích làm bánh hơn nhưng mà về ngành học thì là em học về nấu ăn bếp Á. Hy vọng bạn sẽ gặt hái được thành công để chứng tỏ cho hai bác ở nhà thấy là quyết định của bạn là sáng suốt. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng ạ. Vậy là chúng ta đã biết được những câu chuyện đằng sau những hình ảnh đó, những ứng dụng đó của mỗi cô gái. Ngay sau đây chúng ta sẽ phải suy nghĩ xem mình ấn tượng với điện thoại của cô nào nhiều nhất. Yeah. Suy nghĩ thật kỹ, đừng chuyển kênh quý vị nhé. Tuấn Vũ, bạn ấn tượng với cô gái ở vị trí thứ mấy? Bản thân em thì em ấn tượng với cô gái số 2. Tại vì em cảm nhận được bạn này sống rất là có tâm. Đúng mẫu mình đang tìm kiếm hả? Dạ đúng rồi. Chúc mừng bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh chỉ là cô gái đầu tiên đã có được sự ấn tượng và bước vào vòng trong. Còn bạn Tấn Lộc thì sao? Lộc thì Lộc ấn tượng với bạn số 4. Vì bạn sao? Tuyết Nga, vì Lộc với lại bạn ấy là Lộc thấy là có một cái điểm chung, đó là cái tính tự lập. Bạn có một cái gọi là cái quỹ tiết kiệm riêng cho mình. Và từ Hà Nội mà bạn phải bay vào đây để lập nghiệp ở trong Nam thì rất là khó. Thật ra là Lộc rất là ấn tượng bạn số 4. Yeah, sẵn sàng chơi vợ cô ấy hả? Dạ. Chúc mừng bạn Tuyết Nga.
Chỉ còn hai cô nàng thôi. Lê Lộc quyết định đi em. Theo Lê Lộc thấy thì Lê Lộc khá ấn tượng với cô nàng đầu tiên, bạn Dương Tiên, vì cô nàng khá là năng động. Lê Lộc muốn cho cô ấy một cơ hội nữa để chinh phục các chàng trai của mình. Và đặc biệt là hồi nãy Lê Lộc có thấy cái sự đồng quan điểm giữa bạn Tuấn Vũ và bạn Dương Tiên, đó là một cái bức ảnh về hoàng hôn đó. Lê Lộc muốn giữ cô ấy lại để nhiều khi là Tuấn Vũ có thể thay đổi cái ấn tượng của mình. Chúng tôi xin được chúc mừng cho cô gái tiếp theo bước vào vòng trong, đó chính là Dương Tiên. Chúc mừng bạn. Và như vậy Phương Thảo sẽ là người đẹp đầu tiên được lộ diện ngay trên sân khấu của Tần Số Tình Yêu. Xin mời Phương Thảo. Đây, Phương Thảo chúng ta đây rất dễ thương và xinh xắn. Tớ vẫn luôn tin rằng vũ trụ đã chọn thời điểm vừa vặn nhất để dừng lại tình yêu tuổi đôi mươi này. Chẳng nhiều cũng chẳng ít, vừa đủ để lãng quên. Tớ thừa nhận từng rất yêu cậu, từng rất nhớ cậu, nên tớ cũng mỉm cười thừa nhận từng quên cậu. Quên cậu để bình an đón nhận hạnh phúc vừa vặn của tớ. Xin lỗi Thảo rất nhiều, nhưng mà có vẻ là chúng ta tìm những điểm chung, những điểm hợp, và dường như ngày hôm nay mình hơi kém may mắn chút xíu. Dạ, có lẽ là em và hai anh chưa cùng tần số, và mong hai anh sẽ tìm một trong những bạn trên này sẽ phù hợp với mình hơn ạ. Cảm ơn em. Bây giờ mình tâm sự với nhau chút xíu nè. Thật sự là rất bất ngờ, không ngờ là bạn xinh đến như vậy luôn á. Bạn đã từng tham gia qua những cuộc thi nào về nhan sắc chưa? Dạ có rồi ạ. Wow. Đó được thành tích gì rồi ạ? Dạ em chỉ may mắn là được top 10 thôi ạ. Top 10, cuộc thi tên gì ạ? Dạ, Nét Đẹp Thanh Xuân ạ. Nét Đẹp Thanh Xuân. Như vậy là giỏi rồi. Top 10. Sau cuộc thi đó thì em có tham gia thêm cuộc thi của trường, nằm top 6 queen của trường ạ. Dạ quá tốt rồi, mọi người ủng hộ bạn chứ. Một số người thì ủng hộ, còn một số người thì có ý kiến trái chiều. Dạ, có một số ý kiến là cho là có tác động vào, còn có một số ý kiến là thì cảm thấy không xứng đáng ấy ạ. Mặc dù bạn là trong top 10, mà người ta cũng phản đối. Trong vòng khoảng 2 tuần em bị tụt gần 4kg ạ. 2 tuần tụt 4kg, không ăn, không uống gì hay sao? Chỉ nằm ở trong phòng thôi ạ, lười xuống nhà để nấu ăn rồi này kia, em không quan tâm gì đến em nữa. Khóc mình luôn. Vâng ạ. Không ai chia sẻ luôn. Lúc đấy có bố mẹ gọi thường xuyên ạ. Một mình tự vượt qua cùng với bố mẹ thôi. Dạ, gia đình lúc đấy là ở bên em cả tầm 2 tháng an ủi em luôn ạ. Và bây giờ cảm thấy mạnh mẽ hơn chưa? Dạ mạnh mẽ rồi. Rõ ràng là một cô gái rất đam mê về nghệ thuật, chân ướt chân ráo bước vào thì đương nhiên nó mong manh dễ vỡ lắm. Và những ý kiến trái chiều là luôn luôn là những trường hợp như ăn cơm bữa mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải gặp phải. Bạn sẽ thành công hơn nữa. Cảm ơn em. Tạm biệt Phương Thảo.